thời trang nhưng mà sợ tồn hàng thì phải làm như thế nào? Đây là vấn đề mà hầu như tất cả những chủ shop thời trang cũng như là những cái người kinh doanh hàng khác người ta cũng sợ nữa, chứ không riêng gì một mình chủ shop thời trang đâu. Và để giải quyết cho vấn đề lo sợ tồn hàng thì các bạn hãy xem hết video nha, mình sẽ có những tip cực hay dành cho các bạn. Đối với việc mà mình bước ra kinh doanh á, mình lo sợ tồn hàng á, cũng là một cái điều hiển nhiên rất là bình thường thôi. Thứ nhất là sợ tồn hàng nè, thứ hai nữa là sợ chôn vốn nè, đương nhiên tồn hàng sẽ chôn vốn rồi đúng không. Thứ ba nữa là sợ là mình bán hàng không hiệu quả, tại vì cái việc bán hàng của mình nếu như nó đã không hiệu quả rồi thì nó sẽ kéo dài năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày nọ, thì nó sẽ khiến cho cái việc kinh doanh của mình càng ngày càng đi xuống. Và một cái nỗi lo nữa đó chính là nếu như không bán được thì phải giải quyết hàng tồn như thế nào đó. Thì đây là những cái điều lo lắng của hầu hết tất cả những người bước ra kinh doanh nói chung và những cái người chủ shop thời trang nói riêng. Tại vì sao mà chúng ta luôn lo lắng, luôn sợ như vậy? Tại vì chúng ta có những cái phương án nhập hàng hoa hiệu quả. Đây cái cách đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể giảm thiểu rủi ro, giảm thiểu được cái tình trạng là tồn hàng ha. Đầu tiên các bạn phải giải quyết vấn đề đó chính là nhập hàng một cách nó hiệu quả hơn, một cách nó có kế hoạch hơn, chỉnh chu hơn. Chỉnh chu là sao? Nhập hàng thì nhập thôi đúng không? Làm sao phải có kế hoạch, làm sao phải bài bản này nọ? Không, bạn nhập hàng bạn phải có kế hoạch. Kế hoạch là bây giờ thị trường, bây giờ cái sản phẩm mình chọn là cái thị trường nào, rồi nó nhắm tới đối tượng khách hàng nào, rồi trong cái phân khúc sản phẩm đó thì nó có bao nhiêu mặt hàng hiện tại đang hot trên thị trường, có bao nhiêu mặt hàng hiện tại đang có khả năng để kinh doanh đó. Và các bạn bắt đầu chọn lọc, các bạn bắt đầu chọn lọc, sau đó các bạn sẽ lọc từ cho đến khi nó còn lại một số ít sản phẩm thôi. Tại vì khi mà bắt đầu kinh doanh á, cái việc mà bạn nhập nhiều sản phẩm nó sẽ khiến bạn chết đứng ngay lập tức đúng không, nên là bạn phải lọc làm sao tới khi nó hợp lý vậy thôi đó. Thứ nhất là bạn chọn những sản phẩm dễ dàng kinh doanh nè, thứ hai là nó phù hợp với cái thị trường cũng như cái khách hàng, cái đối tượng khách hàng mà bạn nhắm tới. Thứ ba nữa là bạn sẽ nhập hàng với phương án là hạn chế màu sắc, hạn chế sai số. Nếu như nó nằm trong cái ngành màu vàng thì hạn chế màu sắc, hạn chế sai số của mình. Tại vì khi mà nhập quá nhiều màu sắc, quá nhiều sai số thì cái tình trạng tồn hàng chắc chắn sẽ xảy ra. Và phương án đầu tiên là phương án nhập hàng có kế hoạch ha. Kế hoạch là như vậy đó, như mình đã hướng dẫn các bạn rồi đó. Các bạn phải lọc ra những cái một và những cái điều cần thiết khi nhập hàng thì các bạn mới có thể nhập hàng một cách nó chính xác được. Và thứ hai nữa là các bạn phải làm sao để bán hàng hiệu quả. Mà để bán hàng hiệu quả thì chỉ có một phương án duy nhất trực tiếp, đó là tác động trực tiếp tới khách hàng thôi. Thì tác động trực tiếp tới khách hàng bằng cách nào? Bằng cách là các bạn tư vấn. Nếu như bản thân các bạn tư vấn hay là nhân viên của các bạn tư vấn thì các bạn vẫn phải tư vấn một cách nó nhiệt tình, một cách nó chỉnh chu tròn trịa và để cho khách hàng hài lòng. Khi họ hài lòng thì họ mới mua hàng đúng không? Và cái phương án thứ ba nữa đó chính là việc các bạn phải tạo ra sự khác biệt. Các bạn lo sợ là không bán được hàng, tại vì đâu phải một mình bạn kinh doanh cái sản phẩm đó, tại vì đâu phải một mình bạn là một người kinh doanh, là một người bán mặt hàng đó đúng không? Có rất là nhiều cửa hàng cũng như những người bán hàng khác. Thế nên trong kinh doanh, nếu bạn muốn bán được hàng, bạn phải tạo ra sự khác biệt. Mà tạo ra sự khác biệt từ đâu? Từ cách bạn marketing cho sản phẩm, từ cái cách mà bạn đưa cái sản phẩm đó tới người tiêu dùng, tới cái đối tượng khách hàng bằng hình thức nào, bằng cái thông tin như thế nào đó. Đó là cách marketing sản phẩm ha. Và một cái cách tạo ra sự khác biệt nữa đó chính là đính kèm sản phẩm, đính kèm quà tặng đó. Thì thí dụ như bây giờ người ta cũng mua cái sản phẩm y xì đó với một số tiền y xì đó mà người ta không mua ở cửa hàng bạn, người ta mua cửa hàng khác nó cũng giống vậy. Thì bây giờ tại sao người ta phải mua bạn? Nếu như mua ở chỗ bạn thì sẽ được đính kèm một cái voucher giảm giá cho lần sau 5.000, 10.000 gì đó, hoặc sẽ được đính kèm thêm một cái bút, sẽ được đính kèm thêm một cái khăn tay đó. Thì đó là những cái chiêu thức nhỏ nhỏ trong cái việc marketing và tạo ra sự khác biệt cho cái sản phẩm của chúng ta đó. Thì các bạn có thể áp dụng thử. Và một cái nữa mà là vấn đề mà các bạn đang tìm kiếm cũng như là đang rất là thắc mắc nhưng mà rất là ít ai chia sẻ cho bạn, đó chính là làm sao để giải quyết hàng tồn kho. Tại vì á, các bạn sợ tồn hàng nhưng mà đôi khi á, cái điều mình sợ nó sẽ đến, nó hiển nhiên nó sẽ đến, tức là bạn vẫn bán được hàng, bạn vẫn đi hàng đều nhưng vẫn có một số lượng hàng nho nhỏ bị tồn lại, bị động lại. Thì nó nhỏ thì nhỏ vậy đó nhưng mà nó vẫn khiến bạn bị chôn vốn đúng không, nên là bạn phải tìm cách giải quyết nó. Mà bây giờ vốn dĩ nó đã khó bán ra rồi, nó đã bị tồn rồi, thì bạn phải giải quyết một cách nào? Cái phương án giải quyết của mình đó chính là tạo nên cơ một sản phẩm, tức là bây giờ bạn bán mình nó không được thì bạn sẽ bán nó đính kèm với sản phẩm khác với một cái mức giá phải chăng hơn, ưu đãi hơn khi là mua tách rồi hai sản phẩm. Thí dụ như bây giờ tôi mua cái áo A với lại cái quần B, cái áo A với giá 200.000, cái quần B bình thường với giá là 300.000 thì mua hai cái là 500.000. Nhưng bây giờ bạn có thể
cái nguồn B này nè, bây giờ bình thường là 300 ngàn đúng không? Nhưng mà nó đang là sản phẩm bị tồn kho, bị ế nè. Bây giờ bạn tính kèm với cái áo A bạn bán, bình thường hai cái là 500, bây giờ bán ưu đãi thôi, hai cái 350, 400. Có thể là bạn chỉ lời ở cái sản phẩm đầu tiên, hoặc bạn chỉ lời ở sản phẩm thứ hai 5 ngàn, 3 ngàn, 10 ngàn gì đó, để cho đủ tiền đóng gói và cái chi phí thôi. Nhưng mà hiển nhiên là nó vẫn thu lại được vốn và nó vẫn ra sản phẩm, nó không bị tồn đọng ở đó. Đó đó là những phương án mà mình áp dụng trong cái việc kinh doanh của mình. Một chút mẹo vặt thôi, nếu như mà các bạn để ý kỹ hoặc là các bạn tập trung vào cái việc kinh doanh của mình hơn thì các bạn sẽ thấy những lỗ hổng đó, tìm ra phương án giải quyết. Nhưng mà bây giờ không cần nữa, mình đã chỉ cho các bạn rồi thì các bạn có thể áp dụng luôn. Nếu như áp dụng được và thành công thì hãy qua lại comment cho mình biết nha. Và nếu như các bạn thực hiện những điều đó đó, những điều bạn sẽ nhận lại được đó chính là, đầu tiên là bán được hàng nè. Chắc chắn là khi mà mình làm tốt những điều đó, mình sẽ bán được nhiều hàng. Bán được nhiều hàng thì sao? Thì có nhiều tiền. Và có nhiều tiền thì sao? Thì sẽ có cái công việc kinh doanh nó tốt hơn, có cuộc sống ổn định hơn. Đó. Và một cái điều cuối cùng và một cái điều mà để giải đáp cho cái vấn đề ban đầu đó chính là bạn sẽ không bị tồn hàng nữa. Tại vì mình đã áp dụng tốt những cái điều đó rồi thì hiển nhiên mình sẽ không tồn hàng nữa, đúng không? Đó, đó là tất tần tật những gì mà mình đã trải qua, kinh nghiệm của bản thân mình muốn chia sẻ lại với các bạn. Nếu như các bạn muốn thay thì hãy nhấn like lên cái kênh và chia sẻ video nhiều hơn nữa để mình có thêm động lực làm tiếp những video sau. Và nhớ là mỗi phần mô tả mình đều đính kèm một cái link trong nguồn hàng uy tín chất lượng. Nếu như các bạn đang có nhu cầu nhập hàng để kinh doanh thì hãy click vào link xem và tham khảo thử nha. Nó hoàn toàn miễn phí, không mất bất kỳ một chi phí nào hết.